Các cháu ơi, nhà bà có các cháu nhỏ mới đến chơi nhá. Thì bây giờ bà mang cho các cháu thưởng thức. Em bà nấu có ngon không? Nào, bà mời các cháu nhá. Xin bà. Xin bà. Xin bà. Xin bà. Xin bà. Đây, một cháu đây. Xin bà. Bà. Có mời bà. Mình mời bà. Mình mời bà. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đấy, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà làm một đĩa bánh quam đuốc siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì các cháu ạ, cái món đĩa quam đuốc của bà hôm nay đây này, bà chuẩn bị nguyên liệu đây này, đấy, nhiều xúc xích lắm, đấy, xúc xích đấy, xúc xích này. À, còn đây là bột mì này, đấy, là còn đây là trứng gà này, đấy, trứng gà này. Còn đây là bột chiên xù này, đấy các cháu ạ. Thế còn đây là cái que xiên này, để bà xiên vào cái xúc xích này, đấy. Sau bà thấm vào bột mì, sau bà thấm vào trứng, sau bà thấm bột chiên xù nhá. Thì cái món này là cái bánh quam đuốc, đấy, quam đuốc các cháu ạ. Bà xem các bác nấu ở trên mạng, bà nấu theo các cháu nhá. Thì bây giờ bà đi thực hiện luôn, kiểu các cháu chờ lâu này. Bà sẽ đi thấu bột mì này, ủ bột mì này. Đấy, xong vào bà cắt bỏ xúc xích ra nhá. Thì bà làm rồi bà lại mời tất cả các cháu tới đây ăn mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Rồi bây giờ bà đi thực hiện luôn, kiểu các cháu chờ lâu. Rồi đi. À, các cháu ơi, đấy, thì bây giờ bà bỏ bột mì ra cái đĩa này nhá. Bắt đầu bà đảo nhá, bà bỏ nước vào bà đảo là bà bỏ bột mì ra. Đấy, bột mì để làm vỏ áo nhá. Vỏ áo các cháu ạ. Ui, quá. Quê bà hôm nay gió lắm các cháu ạ. Nào, bây giờ bà bỏ nước vào nhá. Đang vào mùa thu rồi, phát heo rồi, đang chuẩn bị phát heo rồi, đấy, bà bỏ nước vào này. Rồi, bây giờ bà đảo này. Đấy, cái món này là nó cũng vẫn có gia vị xúc xích, nhưng mà nó khác bánh hot dog các cháu ạ. Đấy, khác bánh hot dog. Đây là quam đuốc. Dính lắm các cháu ạ. Ấy. Bà phải lấy tay lấy đi làm đà thìa không đảo được. À, các cháu ơi, đấy, bột bà đã thấu rồi đây các cháu này. Đấy. Bà ủ bây giờ nó không dính tay rồi. Thì bây giờ bà ủ ở đây độ 10 phút nhá các cháu nhá. Giờ bà đi bước tiếp theo là bà đi xiên xúc xích vào que nhá. Rồi. Các cháu ơi, bây giờ bà xiên xúc xích vào que nhá. Bà xiên xúc xích vào que. Đấy, ui. Đây. Đấy. Một chú. Bà xiên vào que. Sau bà thấm bột ấy vào. Mì vào. Đấy, các cháu nhìn này. Đấy. Bà thấm bột mì vào, nó bà thấm trứng gà vào, nó bà thấm vào bột chiên xù là bà rán thôi, bà chiên lên thôi. Đấy. Còn cái nữa là hết rồi các cháu ạ. Đấy. Đấy. Thế là bà đã xiên xong xúc xích rồi đây, các cháu nhìn này đấy. Các cháu nhìn này đấy. Tí giờ là bà. Rồi, các cháu ơi. Đấy, bà xiên xong xúc xích rồi thì bây giờ bà sẽ đi chia bột ra nhá. Sau bà lăn ra cho chia bột ra đã, xong bà lăn ra và bọc vào cái xúc xích. Đấy. Bà chia bột ra đã. Đây, bột bà đã ủ rồi. Đấy. Bà cắt một miếng ra. Đấy. Bà đậy vào. À, ôi. Bà lăn dài nha bà cắt. Đó, bà lấy vung bà cắt. Đấy, bà cắt ra các cháu ạ.
và bà lăn ra bà bọc vào cái xúc xích. Món con đốc ấy. Các cháu ơi, bây giờ bà lăn ra nhá. Bà lăn ra sao bà quấn vào xúc xích. Đấy. Bà lăn ra. Lăn đều ra. Nào, bây giờ bà quấn này các cháu này. Đấy. Ôi trời. Đấy. Mím mím lại, bà mím hết lại. Các cháu ạ, cái này cứ lăn bột đều là quấn dễ. Nếu lăn bột không đều quấn là khó. Chỗ dày chỗ mỏng đấy, các cháu nhìn này. Đấy. Rồi. Tiếp. Các cháu ơi, đấy, thế là bà lặn hết rồi. Lấy bà ngồi ở kia nó mưa, bà đang làm nó mưa, các cháu họ lại phải chuyển ra chỗ này đấy. Đấy, bà lặn nó không được đẹp như các bác đâu các cháu ạ. Thì các cháu ơi, đấy, bây giờ là bà sẽ đi đập trứng ra nhá. Sau bắt đầu bà rúng vào trứng, sau bà lại rúng vào bột chiên xù là mới xong nhá. Sau bà cho vào rán nhá. Rồi, thế bà đi đập trứng. Đấy, bà được hai đĩa này các cháu này, đấy. Hai đĩa đấy. Các cháu ơi, bây giờ bà đập trứng nhá. Bà đập trứng này, đấy. Bà đập trứng này. Các cháu ạ, bà lấy cả lòng trắng. Đấy, bà cho vào cái ca này, sau bà rúng bánh con đó bỏ nó dễ các cháu ạ. Đấy. Rồi các cháu ạ, đấy, bây giờ bà đánh tan nó lên nhá. Bà đánh tan nó lên. Các cháu ơi, đấy, bà đập trứng xong rồi đây các cháu này. Thì bây giờ bà rúng cái bánh con đó vào nhá các cháu ơi. Rúng cái bánh con đó vào thế chứ vào nó dính mầm. Bà rúng cái bánh con đốt vào nhá. Con đốt vào và rúng vào đây cho bà rúng cái bột chiên xù. Đấy, này các cháu này. Đấy. Đây. Bà cho vào đây. Đấy. Đấy, bà thậm chí bà còn lấy tay các cháu ạ, bà lắm cho thêm cho nó. Đấy. Rồi bà cho một lần nữa. Ôi giời. Đấy, một lần này đó là bắt đầu kết thúc rồi các cháu này, hai lần. Đấy. Đây, các cháu nhìn này. Đấy, bà để đây nhá, bà để trên dây lên. Đấy. Rồi, được một chú. Tiếp, bà làm tiếp. Các cháu ơi, đấy còn cái cuối cùng này. Cái cuối cùng nữa. Đấy nó ướt rồi, cuối cùng ướt. Đây, các cháu này đấy. Đấy, thế bà làm được một mâm rồi, xong rồi đây. Thì bây giờ bà mang đi chiên nhá. Các cháu ạ, hôm nay vất vả quá trời, nó cứ mưa suốt các cháu ạ. Đấy, giờ lại đang bắt đầu mưa rồi, đông kéo khả năng à. Hơi vất vả. Rồi, bây giờ bà mang đi chiên. Các cháu ơi, đấy bà lặn luôn rồi, bây giờ bà chiên nhá. Đây, chảo mỡ của bà nó già đấy. Nó có mấy cái hạt nước mưa các cháu ạ, nó đang mưa. Nào, bây giờ bà thả vào là... Đây là... Khả năng to lửa mất rồi. Bà bỏ tiếp vào. Wow. Wow, đấy các cháu thấy chưa? Các cháu ạ, đây nó đang vàng rồi đấy. Những chú nào mà vàng bà lại cho ra khỏi chảo trước các cháu ạ. Đấy, các cháu nhìn chưa? Các cháu ơi, đấy các cháu nhìn này đấy, nó sôi lào xào đấy, đấy.
những chú bánh com đóm của bà hôm nay đấy, các cháu nhìn đấy, đang chú nào mà vàng sộm trước và bà cho ra trước đấy, chú này chín rồi rồi bà bọn à, chưa được. Các cháu ơi, các cháu nhìn nó giống như những cái đùi gà nhỉ, những chiếc đùi gà đấy. Ôi. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã dán xong rồi các cháu ạ, dán xong rồi. Hôm nay vất vả quá trời, nó cứ mưa, bây giờ lại bà lại mang ở chỗ cổng rồi ngồi. Mưa mấy lần. Nào bây giờ bà cho ra đĩa khổng lồ nhá. Nào bà cho ra đĩa. Đấy, bà cho ra đĩa. Bà cho ra đĩa. À, các cháu ơi, đấy, bà đã bày ra cái đĩa rồi nhá. Thì bây giờ bà bóp tương cà vào nhá, các cháu nhá. Bà bóp tương cà vào, nào. Bà bóp tương cà vào. Đấy, các cháu nhìn hấp dẫn chưa? À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã làm xong một đĩa bánh com đuốc, các cháu ạ, com đuốc đấy, tên khó gọi quá. Bà bắt chiếc các bác ở trên mạng bà làm nhá. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới để ăn mấy bà cháu nhà bà nhá. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu nhá. Ăn thèm lắm rồi bà. Cái món bánh com đuốc này xem bà làm có ngon không. Vâng. Cháu gái cầm ăn với bà đi. Vâng. Mời em xin nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Mời nhá. Đấy các cháu ạ. Rồi các cháu bà ăn bà rất là ngon, đẹp chấm, mắt. Chấm tương ớt hay là cứ để ăn được. À. Vâng ạ. Wow, hấp dẫn quá. Tại sao gọi là bánh con đó của bà? Không biết đấy. Nguồn gốc từ đâu bà? Nguồn gốc là thấy các bác ở trên mạng làm ấy, bà bắt chiếc. Vâng. Nghe đọc con đó. Nghe đọc méo hết mồm bà. Méo đau hết mồm. Còn bánh hot dog bây giờ là con đó. Hot dog khác. Tức là nó là bộ cấu nguyên đấy, nó là bột mì. Trong ngoài là mà. Xúc xích cho đến bột mì cho đến bột chiên xù, mới bên ngoài là bóp tương cà. Bao nhiêu công đoạn mới làm được ra chiếc bánh này? Giòn quá bạn. Này về nhà bà được ăn bánh ngon đấy. Các cháu ạ, đấy bà có mấy cháu lại ở tận trong trong đâu? Trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thành phố Hồ Chí Minh. Chị này Kiên Giang. Ở Kiên Giang. Còn đây là cô giáo. Cô giáo. Cô giáo ở Bắc Giang mình luôn. Cô giáo ở Bắc Giang. Cô giáo ăn mặn nha các cháu. Vâng ạ. Ngon lắm bà. Bên ngoài nó giòn các bạn ạ. Bên trong có xúc xích. Nóng quá. Hôm nay bà làm món này rất là vất vả. Vất vả lắm. Mưa. Gặp mưa. Trời mưa mà dán bánh vẫn vàng bà nhỉ? Vâng. Làm lúc phải bị che ô các cháu ạ. Vất vả. Còn thành phố Hồ Chí Minh mà xuống nhà chị này cũng còn khoảng 300 cây nữa. Thế cửa. Mà 400. Đảo Phú Quốc mà. Không phục công lao bà thì hôm nay con sẽ ăn hết đúng này. May em ăn được cây thứ năm là dạ dày của em nó khác người thường chị. Các cháu ạ, cái bánh com đóp của bà hôm nay là bên trong là thơm vị xúc xích, bên ngoài lại giòn giòn vị bột chiên xù với cháu ạ. Rồi. Ngon lắm ạ. Chấm mấy tương ớt mà cháu ăn mặn nha. Các cháu ơi, nhà bà có các cháu nhỏ mới đến chơi nhá. Thì bây giờ bà mang cho các cháu thưởng thức. Em bà nấu có ngon không? Nào, bà mời các cháu nhá. Xin bà. Xin bà. Xin bà. Xin bà. Xin bà. Đây, cháu đây. Xin bà. Xin bà. Mời bà. Mời bà. Mời bà. Mời bà. Mời bà. Các bà ăn nhờ. Rồi, để bà đi lấy cho gớm thêm. Ngon. Mọi người ơi, mình cái thứ hai rồi đấy. Mình cái thứ tư rồi. Thứ ba rồi. Chấm tốn cái thứ năm, thứ sáu, cái thứ hai. Ngon nhà bà nhỉ. Khi được về nhà bà ăn, ăn cho thoải mái. Nói thế mất điểm. Chúng cháu về nhà bà từ sáng.
Cái món này các cháu nhỏ thích lắm các cháu ạ. Món này là bánh com đốp. Com đốp. Bà vừa mang cho các cháu nhỏ một đĩa các cháu ạ. Vẫn còn nhiều lắm. Trẻ con thích lắm bà. Ừ. Các cháu mạnh lên. Trẻ lớn cũng thích bà. Nhất là cái chẻ áo xanh bên này. Mới có 5 cây. Mới có 2 cây. Ăn cái này. À, ăn rồi rau à? Đang mấy cân đấy bà. Hôm nay về không phải ăn cơm nữa bà. Thế à? Bạn nào muốn giảm cân thì nên gặp bà Tân mọi người nhé. Cháu Hùng này, các cháu nhìn này đấy, ban trong thiêu đấy. Vâng. Đây. Ăn hết rồi góc đĩa. Ăn hết cái này hoặc ăn đến rau xanh. Cái này là bà sang không đều. Các cháu ạ, hôm nay trời mưa đấy là bà lại thay đổi chỗ ngồi. Không ngồi chiếu được, đấy, sân vẫn ướt này. Hôm nay mưa. Mình sao ăn mạnh em? Vâng. Ờ, các cháu ơi. Đấy, thế mấy bà cháu nhà bà không thể ăn hết được một cái đĩa bánh com đóp ở đâu các cháu ạ. Thì các cháu ơi, còn đây cho bà cho mấy cháu ở gần nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào mọi người nhá.